Strong. Một tuần trước The Face ra những hội ngộ. Trời mới bơm phong Max. Nhỏ thôi, dù gì mà xôn xao vậy chị ba? Trần Giang năm nay chơi sang tổ chức thi nhan sắc. Nghe đâu Hàng Nga sẽ được chọn để đi thi. Cô hình CEO mặt trăng CEO cát thường. Cảm ơn chị đã đặt niềm tin vào em. Ngươi nói gì? Cảm ơn chị đã chọn Hằng Nga là em để đi thi. Ta nói vậy bao giờ? Ngươi không có cửa đâu. Việt Nam năm 2012. Đây là cuộc thi The Face ra nhân hội ngộ. Hãy cùng nhìn ngắm những chân dung tuyệt nhất đêm nay. Và không cần phải lôi thôi dài dòng. Cuộc thi xin được phép bắt đầu. Xin chào quý vị khán giả. Định nói gì ta? Ta là Phạm Bằng Bằng, ở trển mới xuống. Diêm hạng cái con Hằng Nga, ta phải là người chiến thắng của The Face. Nếu không được ai chọn thì em sẽ chọn anh Trần Lập. Hợp lý ha. Bông hoa đầu tiên đã được lựa chọn. Tiếp theo sau đây sẽ là bông hoa nào? Xin chào các cô chú anh chị và các bạn nhỏ sống lâu năm. Mình đã giới cuộc thi không muốn nổi tiếng nhờ scandal. Nói đúng hơn thì mình đã nổi tiếng từ nhỏ rồi. Scandal chỉ là mình nổi hơn một chút mà thôi. Và tiếp theo sau đây sẽ là một thí sinh đến từ Trà Vinh. Hai các bạn, mình sinh ra ngày lớn lên ở một cái gia đình rất là khó khăn, nên mình đã quen với cái việc thiếu thốn quần áo. Cũng nhờ vậy mà giang hồ gọi mình là nữ hoàng nội y. Và ngay bây giờ là một thí sinh rất chi là đặc biệt. Kính chào các bạn Việt Nam. Mình đến từ Nhật Bản và mình không cần giới thiệu linh tinh. Phim của mình tới giờ chưa có giải thưởng lớn, nhưng chắc chắn đó là phim dành cho người lớn. Yes. Với vòng này, các thí sinh sẽ phải chặt chém với nhau. Làm sao để có thể được huấn luyện viên giữ mình ở lại? Cãi nhau không được lợi gì hết á. Thi cho vui thôi mà. Vậy giờ tụi mình làm gì? Tôi nghĩ làm giám khảo vui là được. Vậy cũng được, nhưng mà tôi chọn anh Lập nha. Anh Hưng là của bà đó. Khoan đã, tôi chọn cả hai em. Còn tôi thì tôi like cả hai em. Đừng buồn nha. Em hiểu. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với cặp thí sinh tiếp theo. Khi cãi lộn làm sao em cãi lại? Tướng cưng trẻ người non dạ. Nói vậy nghe cũng được đó. Nhưng nói về gian lận, The Voice còn không bằng em đâu. Cưng đút cho ban giám khảo bao nhiêu? Chị Lạc hợ ghê, tụi em đâu có sống bằng tiền của thí sinh. Chỉ cần có cam tình, nghèo mà có tình nhân cao quý hơn chi chi. Tôi nghĩ việc chị hiểu lầm chúng tôi cũng không có quan trọng lắm. Nhưng tôi chắc chắn vì điều đó mà chị phải đi ra về liền ngay. Ta là người trời mà còn mắc bẫy các ngươi. Biết vậy tôi để Hằng Nga đi thi thì người nhục mặt không phải là ta. Đó gọi là không có móng thì đừng có lột cam. Đến Việt Nam thì đừng có chém gió. Đây mới chỉ là khởi đầu của The Face Giai Nhân Hội Ngộ. Sẽ còn rất nhiều cạnh tranh của những người đẹp. Với Hàn Ngàn Giai Thượng đang chờ tại Giai Nhân Hội Ngộ.